Vietnam, you're up. How are you? I'm very good and very happy. Thank you very much, Miss Universe. Well, here's your question. The Me Too movement has sparked a global conversation. In response, some have said that the world has become too politically correct. Do you think the Me Too movement has gone too far? Phong trào Me Too đã làm thế giới nói chuyện về nhiều. Em có nghĩ là phong trào Me Too có nói quá không? Bản thân em không nói quá. Bởi vì khi mà bảo vệ sức khỏe con người hay bảo vệ lạm dụng tình dục, bảo vệ con người, bảo vệ phụ nữ, đó là một cái quyền rất lớn. She doesn't think that, I don't think that it has gone too far. Protecting women and women's right is the right thing to do. Con người chúng ta cần được bảo vệ và trong cuộc sống của chúng ta cần được tự do và cần được bảo vệ. Cảm ơn. Women need protection and rights. Thank you. Khap khun ka. Thank you, Vietnam.